mình á. Trời vô trong đó cái phone nào mà nó có chích nồ vô. Vô trong sân bay đâu có chích nồ nhiều đâu. Ở trong có. Có vậy? Nhưng mà nó giờ nó có hả? Hồi xưa không có chứ bây giờ có hả? Mấy cái gây mình phải đọc cái tên mấy cái bảng mấy cái size để trên á. Phải đọc cho kịp. Nhiều khi đọc không kịp á, đi lạc chút xíu là lạc xa ngàn dặm. Chứ sân bay San Jose tao vô hoài à, tao lạc vô hoài à. Tao đi lên nhà Sika tao lũi vô đó hoài à, đi lạc. Chị đâu bên Mỹ, ở trên xe bao giờ phải có cái áo lạnh á, chứ không cần phải đi sân phăng. Nó nóng mưa bất thường lắm. Đường nó ướt làm như nó mới mưa hay sao á. Chị đi sân phân rồi chị không quay, chị gửi về cho nhà chị. Gửi cho chị lại qua đó lại là không? Lỗi đó là lỗi của chị, không phải là lỗi của em. Gửi cho lại qua lại không? Mình rất là nhát nước mà mình lại rất là mê biển mới ghê chứ. Everything á, ngày nào mà vũa ba trăm mấy 400 mà lòi máu ra chứ ở nó lòi lờ á. Ở đó mà nổ. Em là không có cái nghề nào, không có món nào mà em skip đó mà em còn làm hả? Vũa chừng 300 là đuối. Vũa quải luôn. Xạo sự. Có nhiều đứa. Nhưng mà có nhiều người đi về bên Việt Nam họ nổ chị ơi. Nổ để làm cái gì? Việt Nam, mày chạy ba ngày được 200 không? Không, trăm mấy à. Mấy trong trực tiếp luôn là trăm mấy. Dạ. Nổ biết để làm gì. Đứa nó chạy bàn nhà hàng đó, lương nó ngày 200 mấy. Dạ ngoài chị nhà nhà hàng Mỹ có nha. Nhà hàng Mỹ là tiếp rất là cao nha. Ngày xưa em có con bé làm chung với em á, nó có thằng chồng Mỹ á. Làm rất là ít lương.
nhưng mà tip của nó 100 mấy một ngày đó. Nhà hàng Mỹ tip cao lắm, Việt Nam mình cho vài đồng mà. Bây giờ nhà hàng Mỹ tip tới 25%. Nhà hàng Mỹ là tự động nó cộng tiền ở trong cái bill tính tiền luôn, chứ không cần phải hỏi chị đâu nha. Nó tùy theo à, 6 người nó chạc bao nhiêu, 8 người nó chạc bao nhiêu nha, phần trăm tự nó cho luôn á. Chứ không phải như Việt Nam mình in cái receipt ra hỏi mày muốn cho tiền tiếp không, có Mỹ không có à nha, cộng tiếp luôn á. Làm nhà hàng Mỹ mới có tiền. Rồi nhà sẵn hàng như sao nha? Như đồ chơi ha chị ha. Hồi nãy nó chỉ em đi đường kia, em làm nói chuyện em vượt qua vậy nó chỉ em đi đường khác, nó bắt em phải đi vào visit center. Em ghét nhất là mấy người mình nổ làm tay chân nước không mình nổ cho cố, người ta làm tùm lum tà la đó, mình còn không có cái kiểu đó nữa. Vậy cho nên mấy người ở bên Việt Nam mới tin. Bởi vậy mấy người bên Việt Nam ta cứ nghĩ là tiền dễ làm lắm. Làm tay chân nước, tay nghề không có, tiếng Anh không có, mẹ khách với chủ nó nói như cái gì nổ tưng. Ngày xưa có Mỹ nói không nghe được cái đó mà hốt tiền. Bây giờ là ngày xưa thì làm nhiều tiền giờ hết rồi. Tùy khu vực, khu em làm vẫn có, khu em làm khách sạn không, khu em làm là khu Mỹ Trắng. Họ bây giờ Ấn Độ cũng nhiều chứ, Mỹ Trắng bán nhà 4-5 triệu đi hết trơn à. Ấn Độ mà Ấn Độ của tụi kỹ sư đó, nó mua nhiều lắm. Bây giờ tụi mà hãng xưởng nó đi mua qua tiểu bang khác đó. Dĩ nhiên rồi chị, người ta về hưu rồi, người ta ôm cái nhà làm gì. Đằng nào người ta cũng chết, người ta bán nhà thì người ta xong chứ sướng chứ. Đường xấu quá vậy ta. Để lửa ốc gà mày chạy không? Có chỗ nào thoát được đâu chị, dòm có chỗ nào không có ổ gà không, vô bên trong nó quẹo vô trong kia, nó buộc phải thin rai. Delhi City nè em cũng rành lắm chứ bộ. Trời ơi, 4 vùng chiến thuật các bạn. Bây giờ chị có thêm cái cây này để chị gắn vô trong điện thoại thế nào, thằng con trai của chị nó cũng hỏi chị ủa cây này ở đâu mẹ lại có nữa vậy. Nó chú Cường cho, trời ơi. Tao có gì tao không nói cho nó nghe đâu Cường. Trời ơi, hai anh cho em lên thấy ghê không, trời ơi, xạo dễ sợ. Bây giờ con trai của chị hôm bữa tao về tao nói tới chú Cường có hai cái phone, cái nói vậy giờ bà muốn gì bà xin đi tô, bà muốn cái gì. Cái nó tao muốn có hai cái phone, thế là nó mua cho chị cái phone. Nó hay ghẹo chị lắm. Giờ bà xin đi bà muốn cái gì? Trời, ý tao không làm youtuber tao còn 4 cái phone. Mình làm youtuber mình có hai phone chưa? Bà này mới đẻ Quảng Ninh mà. Bà mẹ mới nổ còn hơn là cái gì đó. Tẩy bà xuống tôi cái tẩy. Bà ta chơi bà ta rành tảnh bà lắm. Đi về Việt Nam mấy đứa cái số kêu con cái số trời con lựa người nào nghèo con mời con cô quá trời tiền không có chỗ để nữa. Lỡ cô trúng chỗ đâu cô để không. Trời ơi công nhận cô nổ không có liên duyên nào lép với cô. Vậy á cô nổ không liên nào lép với cô. Wow đẹp không, nó vô chơi center rồi để chụp hình này. Trời chị thấy nó trên này không chị? Trời ta đang quay phim được. Phát nó quay qua đưa lên trên đó luôn. Wow. Vô thành phố. San Francisco. Thank you.
Dạ. Tòa thị chính của sông Hasco ấy. Đây là tòa thị chính sông Hasco nè. Đó, cái cây của nó mấy cường nó kéo dài cho nên nó cần phải có cái độ điều chỉnh. Mở tắt mà tỉ không không chạc lấy đâu mà tỉ mở tắt nó được. Không lẽ bà thọt cái tay bà dài mét 2 ra bà tắt nó. Ba nó chuyện tào lao. Cần cây mà không cần chạc chết rồi. Còn 17 phút nữa là mình ra tới cầu nha. Đó, đây là tòa thị chính nè mọi người ơi. Đó, đây là tòa thị chính ở tòa thị chính của San Francisco đó mọi người. Kiến trúc này cũng lâu đời dễ cháy vào. Dạ, lâu đời. Cái cổ kính ha. Yes. Bà nói tỷ nghe em không nghe thì tỷ chết ráng chịu, ok? Nghe không hiểu luôn. Ừ. Tòa chính là bên này hả chị? Đây là bên trái nè cưng, đó, nè nè nè, đây nè. Dạ. Tòa chính đó. Mấy cái kiểu nhà mà giống như là nhà đây là tòa thị chính ở San Francisco, mấy cái kiểu nhà mà giống chính phủ này là bên New York nó cũng y chang vậy, cách xây nó y hệt vậy. Tòa thị chính ở San Francisco. Thường thường á mấy người Bắc với người Trung thích cưới vợ cưới chồng ở trong Nam, người Nam dễ dàng. Dĩ nhiên người Bắc với người Trung mà làm dâu làm rể người Nam dễ chịu, tại nó khó khăn là nó đụng cái dễ. Còn dân Nam mà làm dâu Bắc với lại Trung chịu không nổi, tại vì họ nề nếp, họ khó khăn. Có đơn giản vậy đâu, chim bồ câu. Đất lành chim đậu, đất không lành em nhậu chim luôn. nhìn em ăn là biết đất lành rồi. Mà đi với chị Cindy á là thế nào cũng bị người ta nói học cái tánh nham nhở của chị Cindy. Cái chỗ mà chụp hình đám nhưng mà chị Cindy vì đó là em rồi, hiểu không? Dạ. Cuộc đời cuộc đời là phải vui vẻ mấy ơi. Tại vì họ không muốn em lên chơi, không muốn em xuống chơi. Tao cũng nghĩ đơn giản vậy đó. Họ nào? Không nói thì thôi, càng nói thì tao lại càng thương bé Cường hơn. Những gọi là cộng đồng mạng á chị. Nhớ hả? Dạ. Chị Linh á Cường, chị Linh mầm bữa đi với chị Cindy á. Dạ. Chị nó cũng tội lắm, cũng con mồ côi giống chị Cindy hồi nhỏ vậy. Cho nên nó tốt lắm nhỏ đó. Thảo Cali cũng dễ thương. Nè, đang lên núi nè, đó bé Cường đang chở bé Cường lên núi. Đưa đình dây. Đường gô dây luôn. Cầu vàng. Trời ơi, nó kỳ quan thế giới đó tỷ. Hồi xưa mà bà bao nhiêu năm đâu có tiến biết bộ. Câu, cái cầu này thành lập năm nào không? Không. 1883. Xin lỗi tỷ nha, em chỉ biết 2 ngày em lãnh lương thôi à. Nó muốn nó muốn xây ngày nào nó kệ nó đi. Không dính dáng gì tới em hết trơn á. Ok. Chị nói gì xây xong rồi bị đập bớt sập cầu á. Ồ, sập hoài gì bé bé. Sập hoài, sập hoài. 1883 là bây giờ là trên 100 năm rồi đó. Chuyện sập cầu là chuyện thường tình bé bé. San Francisco mà. Tại vì hôm trước coi cái history của cái Golden Gate nè. Ừ. Cái nó có đăng hình cái ông kỹ sư để mà kiến trúc của cái cầu đó. À, bà thấy đi đường này mà bà thấy xe mà thắng không ổn định là bà thấy không?
Di lên giống như Di lên lầu 5, lầu 10 á, chứ thấy không? Thắng là an toàn mới thắng một máy lên tuột xuống. Ừ. Người dân sân phân với dân lót thì chạy xe ẩu nhất. Yes. Sao nó ghê, mình chắc cũng hiền hòa. Chạy xe là thôi á, thắng không cái không ấy là tiêu. Bởi vì em cũng tự hào là em đã chạy được đường của San Francisco. Trời ơi mình... Nhờ xe xịn chứ, không phải là tự hào mình giỏi, nhờ xe xịn. Giờ tôi thả này cho bà chạy nha. Ừ. Thử mà đưa chiếc xe BMW lên. Thả cho bà chạy nha. Thử mà chạy xe ngày. Hồi xưa em nói thiệt cái chuyện, mỗi lần em chạy đường này là tim rớt ra ngoài. Thử mày mua cái xe ngày. Toàn là hot boy nó lái không á, em lái nổi đâu. Mày nói mày chạy giỏi, thử mày lái cái xe 577 lên đây thử coi. Tụt mẹ xuống. Lên mất bắt ba đứa nhảy xuống đẩy tiếp. Đẩy sao nổi. Bắt Cường à, Cường thì đẩy lên Cường. Đẩy tiếp chứ sao. Đẩy kêu đẩy dốc kiểu này thôi làm đầu hàng. Tại vì xe xịn nó mới lên nổi. Nhưng mà bé Cường quay phim, bé Cường sẽ không bao giờ thấy nó lên xuống đâu. Bé Cường nó bình thường lắm, nhưng mà luôn. Cái lái xe này mới dạ. Thấy cái dốc nó đứng luôn. Rồi cái này đẹp quá. Đi lên sân phân này lúc nào cũng có cây dù, nắng mưa bất thường. Nãy giờ hên chạy toàn là đụng đèn xanh không. Xanh là xanh hoài, đỏ đỏ hoài. Ừ, xanh xanh hoài, đỏ đỏ hoài, đỏ nó xuống dọc ghê chưa. Rồi, đó, đứng dọc đứng như tòa nhà trên 5 tầng xuống vậy đó. Đụng nhan nhan rồi tỷ ơi. Đâu phải hên hoài. Đụng nhan nhan rồi tỷ ơi. Hôm trước mỗi lần nhỏ bạn trên này mình lên đi chơi hoài nó chết cái mỏm. Bắt lên đây. Lên cái ngủ nhà nó. Đi chơi vòng 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 ngủ. Thiêu hả chị? Thiêu. Mà ngay mùa Covid đó. Cười lắm, bữa hot boy nó nói là mẹ khi nào mẹ chết á, cái con đem mẹ con quả táng, cái con làm thành cái kim cương con đeo ở cổ con nè. Không có. Vậy có đó, ừ. Cái lấy cái, cho làm được. Được. Lấy cho làm á. Lấy cho làm. Thì học sang là từ đâu ra, là từ carbon thôi. Cái em nói không. Tao chết là phải chôn nha mày, không có được thiêu. Cái ông cãi qua cãi lại ngồi. Ông chồng em giờ quảnh tù tì. Giờ đứa nào chết, ví dụ như mà em chết trước á, em chết trước á thì chôn. Còn mà ổng chết trước em rồi tới phiên mà hot boy nó lo mà chạy cho em thì đem đi thiêu. Cười chết không. Em nói không nha, không có được thiêu tao nha, nóng lắm à, phải đem tao chôn. Chôn thì xuống dưới đất cái trùng dế nó cắn mắt, cắn mũi. Không, cãi nó đi. Dần vài năm nữa nó tiêu rồi, muốn làm gì làm. Mà nói chuyện mà thiêu với chôn mà cãi rần rồi cười chết luôn. Thôi thà tiêu chứ không chôn. Thôi chị ơi em thấy chôn thì ghê. Em hồi xưa ông ngoại em á chết á. Dung đất. Em không có thiêu đành. Tự nhiên thấy ngày hôm nay thấy đó, mai em thấy mất tiêu. Bấm nút cái mất tiêu. Em chôn ông ngoại em mấy chục năm sau em bóc lên rồi mới thiêu. Bấm nút cái mất tiêu. Rồi, tự nhiên ngày mới chết đó mà đem đi thiêu đau lòng lắm chị ơi. Ừ. Tự nhiên thấy người thân mình hôm nay vậy mai mất tiêu rồi. Còn chôn mà mình còn có chỗ để mình tới, mình còn viếng, mình còn thăm nom, mình còn tâm sự. Sao không gắn đây nè? Gắn nó thấp. Trời, nói về cái độ mà gắn chơi bời là em nghiên cứu lâu rồi chị.
có cây cao lên đúng không? Thấy xe của nhỏ bạn nó có cái cây cao lên đây nè. Thì đó, cây của bé Cường đó. Gắn trong xe luôn đó. Gắn ngay trước đầu đó. Ở đâu thao xăng khác, ở trong Santa Clara xăng khác, ở Cappuccino xăng khác, tùy theo dùng. Bên này không có lấy cái áo lạnh dài, áo lạnh này ấm hơn cái áo lạnh dài. Áo lạnh đó em mua trước xong rồi tỷ mua sau đó muôn nha. Lượt bà ơi. À, phải lần lượt ha. Hai chị em mua lượt. Còn cái áo kia kìa, cái áo lông vịt đó. Áo lông vịt là em à, chị mua sao em? Áo đó cũng trăm mấy. Áo này có 60. Áo này có 60 mà ấm giá mà. Ấm. Em để sau xe kìa. Ừ. Lúc nào cũng trên xe. Cái này phải đi đâu cũng phải kè theo nó nè. Dạ. Ấm ấm hơn cái áo kia. Áo kia thì nó dài, khi nào mà áo đầm thì lịch sự. Còn này ở trong lớp nè, Colombia nè. Bữa giờ cũng chưa vô lại ăn mây xì á. Trời vậy chứ mất anh Việt Nam. Bữa mây xì sale quá trời, em cũng không có rảnh để vô. Đang sale nữa kìa. Đang sale nữa hả? Ừ. Sale tới ngày thứ mấy? Trời nó đang sale á, tại vì cái vô cái hè rồi tháng nóng nè, sale. Ừ. Thường thường nó sale á, nhung đi thứ ba là nó sale mây xì rồi nó sale, tại vì thứ ba ít có ai đi shopping lắm. À. Muốn đi đi thứ ba. Bữa nào thứ ba chở đi. Thứ ba làm sao đi? Ừ. Tại vì thứ hai em lại đi làm lại chùm tóc rồi. Ừ, thứ ba đi. Mua để dành đồ đó, khi nào mà có nổi dịch lên đó có đồ. Đeo tà nó lấp lé lắm lé, không có chừng nào nổi lên đây. Indian cuisine á. Dạ. Của Ấn Độ. Nó có cái cà ri dê ăn được chị. Thôi. Em chấm được cà ri dê, còn mấy món khác em cà ri á là phải ăn cà ri của Thái đúng không? Cà ri Thái thì nó thuộc. Chỗ nào xuống dưới cầu sao phải không mình quay được gì? Có đậu xe vô Bạc Kinh. Chỗ nào chị? Đi qua đó. Chưa tới nữa nó ra kinh lo cầm đèn chạy chiếc ô tô rồi. Dạ sao phải đói bụng. Đói bụng hả? Có bánh mì kìa baby. Đi mua xôi ăn. Trời ơi, lại ăn xôi, xôi đâu bán? Xôi giò. Ai bán? Cái cầu cầu biển. Cầu sao cô bán? Dạ em ơi, cái đó em phải đi qua bên cái khu phố xá ta ở cái cầu bê nào không ai bán gì baby. Ủa. Cãi nữa. Có cầu đâu? Tao đem mày tao thả tao câu xấu bây giờ. Câu cá. Trước mặt kìa. Nó chuyện chơi cưng hả? Mày đi chị xin đi mà chị xin đi nó chơi mày hả mày? Trời cái thằng này thiệt tình quánh mày chết à. Ở trong này đẹp lắm, tỷ vô rồi phải không? Trong chỗ chụp hình đám cưới. Chụp hình đám cưới đó. Ờ. Họ nó vô chụp không? Rảnh ghê nha. Vô chụp chơi. Rồi bây giờ đang lên cầu San Francisco đây. Trời sương mù quá bay ơi. Dạ mình đang sương mù quá. Tốc độ cho hôm nay là 35 thôi nha. Sương mù. Thank you.
giống như hầm Thủ Thiêm không? Hầm Thủ Thiêm nè mọi người ơi. Cái này là hầm ở San Francisco. Đây cái cầu San Francisco đây. Xa xa là biển à. Sương mù quá. Bữa nay sương mù quá. Golden Gate nó biết bao nhiêu là cái cổng lên. Người mà xây cái cầu để đầu óc học kinh lắm mà chị ha. Trời ơi, kiến trúc sư dữ dằn lắm mấy bi. Ai ông kiến trúc sư? Coi cái history của cầu này nè. Chỉ có hai người xây thôi. Hai người vẽ cái bản vẽ. Mà mấy trăm kiến trúc sư làm đây nữa. Đây trước mặt cái cầu San Francisco đây. Về trên lên cho Cường thấy cái đường đi đó, đường đi bộ của anh ta đó, Cường thấy không Cường? Đó. Trên lên cho Cường thấy. Đó, đây là cái cầu San Francisco đây. Đó. Tiếng Mỹ gọi là cầu Golden Gate. Này sương mờ quá, nó cho chạy tốc độ 35 mà đó, tao chụp hình tùm lum tà la. Bây giờ muốn vô thằng này á, em muốn vô thằng này phải kiếm mặt kinh đậu vô. Sương mù quá hả? Dạ. Chắc ra lạnh dữ rồi. Bữa nay nó sửa, lúc nào nó cũng có sửa cầu á, chị thấy không, quanh năm suốt tháng, quanh năm suốt tháng sửa cầu. Ok. Ai mà tới California mà chưa tới cái cầu này có nghĩa là chưa tới Cali. Qua cầu này mấy phút ta? 3 tiếng hồ lận. Hỏi chị rồi đó. Nè bắt đầu nè, nãy giờ là 5 phút rồi đó. 5 phút rồi. Hồi xưa bên này nó có cái tiệm bán bánh canh cua cũng nổi tiếng, sau này ăn riết hôi quá, hết ngon như xưa. Cây cầu này là bắc qua hai ngọn núi nha. Dạ. Dài dữ vậy hả chị? Dài lắm cưng. Không có dài bằng cái cầu trắng kia. Cầu trắng kia nó thấp mà nó dài, còn cầu này cao. Cầu này nó nổi tiếng nữa là cầu treo. Cầu treo, cao thôi chứ không có dài bằng cái cầu kia. Cầu kia đi qua nữa. Nhưng mà thời hồi xưa rồi. Mà nó nó xây cái này như vậy là nó cũng là kỳ quan thế giới rồi. Là cầu cao. Marie County là một trong những cái thành phố giàu của San Francisco nha mọi người. Dân ở đây là dân Mỹ trắng giàu lắm. Solina rất là giàu. Rồi qua hết cầu rồi đó. Đó trên cầu kìa, người ta đi lên trên kia, người ta hiking trên kia nữa baby. Vista Point này cũng đẹp lắm. Cầu này qua có 10 phút. 10 phút lái xe nha. Nó cao dữ vậy. Đâu chỗ nào bán xôi đâu đại ca? Đại ca nói chỗ nào bán xôi, tôi đánh cho đại ca vài cái coi. Trời ơi, nó lạnh quá kìa, bốc khói xuống kìa. Dạ, bữa nay sương mù quá chị. Wow. Xưa em với Hot Boy cứ buồn là Hot Boy chở em lên đây. Hai mẹ con. Vô đây, đậu xe đi ra cầu. Đậu xe đi ra cầu, baby. Yeah. Hy vọng là kiếm được chỗ đậu nha. Hôm nay là ngày thứ năm. Có cá không? Có tao nè, cá mập là tao nè. Trời, thằng kia may mắn có chỗ. Dạ, yeah. He have a one. Đó là đậu phi. Đây. Mình cũng hên vậy bé. Cũng may mắn. We are lucky. Cừ có lạnh hơn? Không, không cần. Are you sure? Dạ. Kêu gì vậy ông nội? Xe, trời, xe thứ dữ mà. Xe đậu ba kinh đụng lần trước là báo cho biết.
lên đây chụp hình cái coi, hai chị em bấm vô cái chỗ chụp hình cho chị cái hình dưới đó, ở dưới đó. Cái gì chị đang thâu vụ, chị đang quay. Em bấm nó được. Không, nó quay. Này nè, cái đó là cái chụp hình đó bé. Rồi. À đó, nó chụp rồi đó. Anh vào thấy chấp. À, bây giờ xin thì đưa bác Cường tới cầu Golden Gate đó mọi người. Thì mọi người biết không, đối với xin đi nhé. Ở dưới Cindy thì Cindy tới đây là thường đó mọi người, không có gì lạ hết. Tại vì Cindy ở đây cũng đã gần 20 năm rồi. Cho nên là cái cầu này phải nói là Cindy đi trên cầu, dưới cầu, giữa cầu. Mọi người biết là Cindy đi nát nước hết rồi. Nhưng mà mấy Cường đó là chưa có đi bao giờ. Rồi cũng muốn làm vlog á, cho nên bé Cường cũng năn nỉ Cindy á, nói chị Cindy chở cho em đi. Thì Cindy cũng thấy thương Cường, thôi cho Cường không có cái xe cộ để mà đi chơi xa, thôi sẵn thì lâu chị Cindy cũng chở lại. Baby lúc đẹp không? Đó, quay cái cảnh đó đó. Đó, quay cảnh đó đó. Thì cho Cường nó đi quay. Chứ còn thật ra cái cầu này đối với Cindy thì Cindy không có lạ lùng gì đó mọi người. Thậm chí ở trên cái núi ở trên kia kìa là có đường xe chạy, xe hơi chạy chỉnh luôn á. Và Cindy cũng đã từng với Hot Boy đi hiking ở trên đó luôn. Phải nói là San Francisco á là cây cầu này một trong những kỳ quan của thế giới. Và phải nói là nếu mà đi chơi đầy đủ, mọi người biết đi cả tuần không hết cây cầu rồi đó. Bởi vì trên cầu, dưới cầu, lòng cầu, bên phải, bên trái nhiều lắm. Đó, lúc nào cũng có người sơn cầu á bé Cường, thấy không? Đó, nhân viên nó đặt những cái vàng đó là nó sơn cầu á, nó sơn từ cái cầu bên này qua cái cầu bên kia là đúng năm á. Sơn mỗi ngày luôn. Sơn mỗi ngày luôn mà cái này nó dễ bị rỉ sét lắm. Là nó sơn suốt vậy đó. Hôm nay thì thời tiết nó hơi lạnh. Nó hơi lạnh. Trên đây thì là sương mù lạnh. Bởi vì cho nên đi San Francisco thì luôn luôn phải mang áo gió theo mọi người. À, tại sao mà Cindy chở cho bé Cường tới đây? Bởi vì Cindy cảm nhận được cái sự exciting, có nghĩa là thích thú á mọi người. Bởi vì ngày xưa lúc mà Cindy mới qua Mỹ thì Cindy cũng được người nhà chở cho lên đây, thì cái cảm giác thích thú chính vì những cái cảm giác của ngày xưa của Cindy á. Cho nên là Cindy cũng cũng muốn cho bé Cường được những cái giây phút như vậy. Mình được hưởng, mình được biết những chỗ này chỗ kia, thì trong cái khả năng của Cindy thì Cindy sẽ cho Cường đi. Thử thôi. Hôm nay là ngày thứ năm mà khách du lịch cũng tương đối nhiều mọi người. Và một cái điều là mọi người thấy không người nào mang mask ha. Tại vì ở tiểu bang Cali thì thật ra họ cũng đang khuyến khích phải mang mask lại, nhưng mà ở dưới Nam Cali. Còn Bắc Cali thì cũng không có bắt buộc. Không bắt buộc lắm, và chỉ bắt buộc khi vào những cái chỗ nhà hàng quán ăn thôi mọi người. Còn mình đi lộ thiên như vậy thì mình muốn đeo mình đeo, mà không đeo thôi. Mà người Mỹ họ rất là ghét đeo mask mọi người. Một cái đất nước tự do đó, cho nên là không có bị ép buộc. Thậm chí bây giờ mọi người biết sao, 40% dân của Mỹ chưa chích ngừa, và họ không có bị belief, họ không có tin vào cái chuyện Covid. Họ nói và Covid này là nó cũng giống như cảm cúm vậy đó, và họ không có chích ngừa. Và chính phủ phải năn nỉ hết lời còn không chích nữa. Nếu mà nói về cái cảnh cái cầu sông băng này thì
mình có thể nói không có tài nào mà tả xiết, bởi vì một cây cầu nhưng mà nó có nhiều góc độ lắm mọi người. Mình đứng đâu mình cũng có thể quay phim chụp hình được hết. Tha hồ mà sống ảo đúng không bà con? Mấy cái này nè mọi người là cái máy để kính viễn vọng á. Mình bỏ tiền vào đây 50 sen thì nó sẽ mở kiến cho mình phóng cái tầm nhìn đi ra ngoài đảo ngoài bên kia. Thường những cái điểm mà đây là một cái memory của thằng Vistabon này á, thường những cái chỗ mà được xây dựng hoặc là được build bởi ai á, người ta hay chụp hình, người ta để người đó lên. Ở phía dưới đó là cũng là một góc của cái cầu San Francisco mọi người. Thì Cindy cũng đã từng xuống ở phía dưới đó rồi, và cái chỗ đó là chỗ cho những người mà họ có những cái những du thuyền, những cái cano họ chơi, họ đánh bắt hoặc là họ lướt sóng ở phía dưới đó đó. Thì Cindy cũng đi với Hopper nhiều lần. Nếu có dịp thì Cindy sẽ đi xuống dưới đó, Cindy quay chi tiết cho mọi người xem. Ở dưới đó rất là đẹp. Chà, mình nó hơi lạnh á, gió. Vùng Bắc Cali này nè mọi người, thì nó có nhiều núi, nó có nhiều núi, nhiều đồi. Và tuy rằng là mình thấy cái cầu San Francisco nổi tiếng vậy, nhưng mà so với Nam Cali thì Nam Cali là biển nhiều hơn Bắc Cali nha mọi người. Bắc Cali này thì nó lại về đồi núi, cho nên là dân Bắc Cali hiking nhiều hơn dân Nam Cali. Mọi người thấy xa xa trong sương mù không? Có lẽ là hôm nay thời tiết nó hơi quá nhiều sương mù, cho nên mọi người cũng thấy đó là cái đảo để nhốt tù của mọi người. Và bây giờ người ta đang bán vé cho mình vào du lịch, mình có thể vào trong đó, có phòng ngủ, có khách sạn, có nhà hàng, mà mình phải book tour. Người ta sẽ đưa mình đi và người ta giới thiệu. Thì trước mặt của Cindy là một cái cây cầu nữa. Nhưng mà trong cái bóng sương mờ thì mọi người sẽ không thấy cái cây cầu đó, là cây cầu hướng về hướng Oakland đó mọi người. Thường thường nếu mà không có sương mù thì có lẽ là Cindy quay mọi người thấy, nhưng mà hôm nay sương mù quá thì Cindy nghĩ là mọi người sẽ không có thấy đâu. Xin đi một vòng cái chỗ này cho mọi người xem nha. Thường thường thì những cái công viên, những cái điểm du lịch đó, thì chính phủ họ thường xây những cái chỗ cho mình đậu xe như vậy nè. Rồi những cái chỗ mà cho mình tiện lợi, có chỗ rửa mặt, có chỗ đi restroom.
sinh thì đứng ở đây cũng thấy được cái góc của cái cầu. Nói chung là cái cầu nó rất là lớn, cho nên mình đứng ở cái vị trí nào mình cũng thấy được nó hết. Trên cầu, dưới cầu nha. Đó mọi người thấy xa xa ở trên núi đó là có xe hơi chạy trên đó đó. Trước mặt Cindy thì có hai cây cờ. Một cây cờ là đại diện cho nước Mỹ và một cây cờ có con gấu đó là đại diện cho tiểu bang California nha mọi người. Cây cờ mà có con gấu đó là cây cờ của tiểu bang. Ngoài kia là đường chút xíu nữa, nếu mà Cindy quay xong chơi với em Cường, cho em Cường quay phim xong đó, đó là đường freeway mà mình đi về lại San Jose. Mọi người thấy trước mặt của Cindy là mấy cái xe Ari, xe mà người ta chở theo cái nhà đó, người ta có thể cắm trại du lịch ở những cái vùng biển. Mình nói là từ Bắc Cali mà nếu như mọi người mà có thời gian chạy dọc theo con đường 101 mọi người thì rất là đẹp. Một bên là núi đèo, một bên là biển cả. Thì Cindy cũng may mắn là hầu như là Hot Boy nó cũng chở cho Cindy đi hết rồi mọi người. Rất tiếc là những cái thước phim đó thì là Cindy lại quay rất là ngắn và lại quay có vài phút thôi, cho nên là Cindy cũng không có thể nào giới thiệu lại cho cả nhà. Thì hy vọng trong tương lai nếu mà Cindy có đi chơi lại đó thì Cindy sẽ quay và gửi đến cả nhà của mình nha. Mọi người có thấy trước mặt Cindy là cái xe bus không? Buy the ticket on the bus for city tour wouldn't get. Thì cái xe đó là mình mua vé và họ chở mình đi vòng cái city này, cái thành phố này và đi vòng cái cây cầu. Thì thường á, những cái người mà họ mua những cái vé đó là những cái người mà họ không phải là dân cư của Bắc Cali. Có thể là một tiểu bang khác tới hoặc là theo hội đoàn của một nước tới. Chứ còn thường dân Cali thì ít ai mà họ mua mấy cái đó. Sao mà kính mít vậy ta? Sao kính mít vậy? Mọi người có biết đây là gì không? Là đường đi vô restroom đó mọi người. Nhưng mà trước đó thì có một cái tượng, tượng của một anh lính hải quân. Navy. Biểu tượng của Navy. Này chiến hạm mọi người. Biểu tượng của một chiến hạm. Cái này của Marine. Đây là cái cây cầu San Francisco á, xe cộ đang chạy ở ngoài xa lộ gọi là. Và đây là bé Cường. Này là Coast Guard. Đây là biểu tượng của từng xin phải nói sao ta, biểu tượng của những người lính hả? Không riêng gì Navy, Marine, everything. Và trước mặt xin nghĩ đó là cái restroom đó mọi người. Làm hay quá ha. Làm bằng đồng. Bé Cường, bé Cường. Bé Cường. Chụp hình. Come here, chụp hình. Thấy, lên chụp hình thấy. Chào anh trai em chụp hình chút xíu nha. Đứng đứng sau lưng ổng nè, đứng trước mặt ổng nè. Con gì vậy? Đây, come here. Thấy, đứng vô thấy. Thấy được ba chị em không ta? Thấy mẹ đâu? Thấy,
Được. Hai người đi. Thật tay vô đi, tay vô chụp. Đó. Đó em bấm vô. Rồi. Bấm vô chưa? Rồi bấm rồi. You sure come here. Đấy. Để nè Cường. Dạ. Yeah. Come here. À, chuẩn bị tư thế. Chụp hai chị phải không? Ừ, chụp hai chị nha cưng. Thì nó màu quá vậy. Dạ thôi bác, bác cầm cái này nè, bác chụp cho chị cũng được. 1, 2, 3. Màu hả? Dạ. Yeah. Coi tụi cái. Màu. Ở giờ. Thì ở giờ. Không. Không phải mà nè, chị không chỉnh cho cụ sát chân lên đó. Anh đẹp trai của Cindy nè, đó. Chào anh đẹp trai. Đó chụp lại. Đứng vô đi em chụp cho. Cường Cường tránh ra Cường. Bé Cường. Không cần đâu, em chụp bằng cái phone của em được mà. Nhí nhặn. Để em chụp cho đừng thấy bụng nha. Không bầu quá anh. Không. Bé Cường không chụp. À đúng rồi, Cường đứng vô với chị Thị. Cầm. Trời ơi, bà sai tôi như con. Luôn. Bà sai tôi như con bà ơi trời. Rồi hai chị em đẹp quá. 1, 2, 3. Cái nữa nào, 1 more. Trời ơi, đẹp quá. Cái phone mà câm mà cứ kêu. Ờ sao vậy vậy ta? Mở câm hả? Ừ, mở câm. Đó đó, phone của bé Cường đẹp quá trời. Em mới chỉnh lên chỗ sáng rồi đó. Ừ, vậy hả? Chỉnh lên rồi. Giờ chuyên gia chứ dính giùm. Chị sao? Ừ. Cường chứ nó hay, nó biết nhiều cái lắm à. Nó chỉ có ai đây à cưng. Xong rồi cái cưng phải đi tới một cái vùng nào khác nữa. Chứ cưng cưng không có đi bộ được đâu. Cưng muốn đi ra, bộ ra không? Muốn đi bộ ra không? Dạ muốn. Ok. Cái chỗ nãy chụp hình đẹp lắm luôn. Chỗ nào? Chỗ chụp hình đám cưới. Yêu cầu đừng đòi hỏi nhiều quá, không có sức. Ok. Già rồi không có sức bạn ơi. Bạn sung quá à. Trời ơi, có con chim nó bị cán tan nát cái thương không? Nó còn sống không chị? Còn sống mới ghê á. Đó, chị đi nè. Chị nè đó. Nắng chói quá à. Đi, bây giờ mình đi ngược ra đây. Ngược đâu chị, vừa xong cái đến cầu này được hả? Ờ, đi ngược ra ngoài này. Thấy đâu rồi? Bà cứ lo ba cái hình của bà không mà trời ơi khổ ghê. Khách du lịch đến đây rất đông và cũng có một số người là khách ở địa phương nữa. Xe của mình lúc trước nó ra đi xuống đường này nè bé, giờ không biết nó còn cho không. Nhờ cho không? Ờ à, cho đó bé đi không. Đi qua bên đây đi cưng. Đây nè bé.
đi chào hãng chị ơi. Ai đi chào hãng chị ơi vậy? Đặt cho chị. Đặt áo vô. Đặt áo vô. Cường nó chịu được hay thiệt cả nha. Có hi thanh niên. Chịu hết nổi rồi con hãy chịu hết nổi. lạnh quá teo. Gió dữ lắm mọi người ơi. Mọi người nhìn thấy ở trên kia không? Khách du lịch ở trên kia. Còn Cindy giờ đi xuống dưới đây. Mọi người biết sao không? Dạo trước á, người ta không có rào cái này nhiều vậy đâu. Mà sau này á, tự giận nhiều quá mọi người. Nhảy cầu nhiều quá cho nên người ta phải rào lại. À, một năm á, theo thống kê á, là có lần Cindy coi được trong những cái YouTube của mọi người. Họ thống kê được nhiều người trầm cảm á, họ tới đây họ nhảy cầu nhiều lắm, cho nên bây giờ là chính phủ họ rào lại. Đây bà chị của tôi, mùa hè mà giống như mùa đông. Nó lạnh quá bà chịu hết nổi. Đường đi bộ của cầu Sơn Phan mình nhìn xuống nè mọi người. Biển cả là mênh mông ha. Đúng là biển cả là mênh mông á. Gì vậy tỷ? Nó chừng té à. Yes. Yeah. Ở giữa biển thì nó có hòn đá kìa mọi người.
Mình đứng ở trên đây mình thấy nó nhỏ vậy chứ xin đề nghị đứng ở dưới là thấy lớn lắm á. Cindy vừa mới cùng bác Cường đi một vòng cầu Golden Gate để trước hết là giải trí của những ngày nghỉ và sau cũng là để cho bác Cường có dịp được quay phim tâm hồn. Cũng như tâm hồn nó gẹo Cindy mọi người. Cindy đeo có bông tai nè, nó gẹo Cindy thì cũng để cho bác Cường nó có cái cơ hội để nó đi đây đi kia, nó quay phim, nó làm YouTube thì nó ước ao thì Cindy cũng nó không ngoài cái khả năng của Cindy quá. Thì xin đi chơi với bà chị đây, chị giang hồ của tôi tối ngày 63 tuổi của chụp hình selfie hoài à. Đó bà chị của xin đi, một người chị làm việc với xin đi cũng mười mấy năm trước ở một cái tiệm mà hai chị em hợp nhau thì chơi với nhau tới bây giờ. Xin đi ít khi chơi với ai và khi chơi thì rất là bền. Thì vlog quay về cái cầu Golden Gate, một trong những kỳ quan thế giới của tiểu bang California nói riêng và của nước Mỹ nói chung. Tới đây tạm ngừng thì Cindy xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và xin kính chúc mọi người trong gia đình của Cindy cũng như đại gia đình của bé Cường, kênh của bé Cường và tất cả mọi người xem vlog của hai chị em một ngày mới an lành hạnh phúc và có được nhiều cái may mắn trong cuộc sống. Và có thể mấy chị em sẽ kiếm gì đó ăn. Nếu có time thì Cindy sẽ quay thêm. Cảm ơn cả nhà và bye bye. Bác Cường chào nè. Dạ chào các cô, các bác, các chú và em xin chào đến các anh, các chị luôn. Bye bye. Chị tôi nè. Chào bạn bà tiếng đi để bạn bà thấy nói xăm mà có trên YouTube. Hello my friend. Bye bye cả nhà nha.